tục thông tin về vụ việc hàng trăm con cá sấu ở trại nuôi cá sấu, công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh chế biến và xuất nhập khẩu Quốc Việt thuộc ấp Cây Trâm, xã Định Bình, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã sổng chuồng. Để khẩn trương khắc phục sự cố, thì công ty này đã thuê đội chuyên săn bắt cá sấu, kết hợp với lực lượng công nhân của công ty, ráo riết thực hiện các biện pháp săn lùng đàn cá sấu bị sổng chuồng trong đêm 11 tháng 10. Tính đến 16 giờ chiều nay, 52 con cá sấu đã bị khống chế và đưa trở lại trại nuôi. Đại diện trại nuôi cho biết, nơi đây có tổng số 540 con cá sấu được đăng ký với chi cục kiểm lâm tỉnh Cà Mau. Để bảo vệ an toàn tính mạng cho hàng trăm hộ dân ở khu dân cư, tỉnh Cà Mau chỉ đạo chi cục kiểm lâm phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai nhanh các biện pháp vây bắt cá sấu bị sổng chuồng tại trại nuôi Quốc Việt, đồng thời tiến hành kiểm tra, xác định chính xác số lượng cá sấu thoát ra ngoài khu dân cư để chủ động săn bắt kịp thời, hiệu quả.